Hiện nay, vùng cây ăn trái phía nam quốc lộ 1A của tỉnh Tiền Giang đang phải đối mặt với hạn mặn. Nước ngọt để tưới cho cây trồng đã trở thành một thứ vô cùng quý giá đối với nông dân tỉnh Tiền Giang hiện nay. Ông Trương Văn Sụp, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, có 40 gốc sầu riêng. Cây đã thiếu nước cả tháng nay, có dấu hiệu bị khô héo. Ông phải thuê xe mua nước ngọt về tưới cầm cự, với hy vọng cứu được cây. Trong lúc chờ xe xả nước vào ao tạm chứa nước, ông phải dùng xô hứng thế này để không phải phung phí từng giọt nước. Cái này mình hứng vậy là mình tiết nước, rằng mình xong một cái xe vậy đó mình tưới được miếng nhìn tưới được gốc nó cũng đỡ. Chứ để nước nó chảy ra ngoài đi phí uổng, là tiện nước. Ông Nguyễn Thanh Hà, ngụ tại xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tuy có sự chuẩn bị đối phó tốt hơn, nhưng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Vườn sầu riêng 4 năm tuổi này, dự định năm sau sẽ xử lý cho trái, nhưng năm nay lại gặp phải hạn mặn, chưa biết số phận ra sao. Những ngày qua, ông tiếp tục chi cả chục triệu đồng để trang bị hệ thống tưới nước nhỏ giọt nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước mua, với mong muốn giúp cho cây có khả năng chịu được qua hết mùa khô hạn năm nay. Mua nước xà lan về rồi mình tải mũ dưới mương đó, mình bơm vô đó đầy rồi mình bơm máy trực tiếp qua đây, thì mình chỉ tưới nhỏ giọt vậy thôi chứ còn cái này là mình không còn sử dụng được nữa. Mua nước đó là mỗi một xà lan vậy là nó nói 80 khối là 5 triệu rưỡi, mà hiện nay cách này 4 bữa, bữa nay là nó đòi lên 6 triệu rồi. Hiện nay tỉnh Tiền Giang đã chi ngân sách 37 tỷ đồng đưa nước ngọt cấp miễn phí cho nhà vườn phục vụ sản xuất, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Dịch vụ cung cấp nước ngọt tư nhân cũng đã phát sinh, góp phần đáng kể vào việc cứu nguy cho hàng ngàn hecta cây ăn quả của tỉnh. Giá tại các điểm tư nhân dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng một khối. Người dân sẽ phải thuê xe chở về nhà, mỗi khối nước tốn chi phí 100.000 đồng. Hộ nào có điều kiện thì cứ ít ngày thuê xe chở chục khối về tưới cho vườn cây của mình, trên tinh thần tiết kiệm triệt để. Mua nước ngọt từ xà lan lên thì giá cũng tương đối cao, thì đề nghị tỉnh xem xét coi cái có mình có định mức quy định cái mức giá để cho người dân giảm nhẹ cái chi phí cho người dân. Hiện khu vực sông Tiền đoạn qua các huyện Châu Thành, Cai Lệ, độ mặn ghi nhận lúc nào cũng dao động khoảng 7 gram trên 1 lít. Dù các cống đập đã đóng chặn, không cho ra vào, nhưng nước mặn đã đi sâu vào vườn, độ mặn đo được cũng trên dưới 3 gram trên 1 lít, nên không thể tưới tiêu cho cây trồng được. Hiện người dân chỉ còn biết trông chờ vào độ mặn trên sông giảm hoặc có mưa xuống. Nếu cứ tiếp tục nắng hạn như thế này, thì không biết các vườn cây sẽ cầm cự được bao lâu.